Xin chào quý vị và các bạn, chủ nhật cuối tuần toàn Bắc Bộ vẫn sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Hòa Bình, có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa lên tới là 40 đến 80 mm và có nơi là trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Do có mưa nên thời tiết mát mẻ, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến là từ 29 cho đến 32 độ. Đêm nay nhiệt độ chỉ ở mức là từ 23 đến 26 độ, một số nơi thuộc vùng núi còn có nhiệt độ thấp hơn. Cùng chung xu thế thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội sáng nay nhiều mây âm u, trưa chiều có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất là 31 độ và nếu phải di chuyển trong ngày hôm nay, quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa. Về tối và đêm trời mát mẻ, nhiệt độ hạ về còn khoảng là 25 độ. Quá trình mạnh lên của rãnh áp thấp cũng tác động đến các tỉnh thành miền Trung, khiến cho mưa ở Trung Bộ gia tăng. Riêng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió, giật mạnh. Ngoài ra, thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Bắc miền Trung vẫn thấp, dao động từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, thì khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận cũng có mưa, nhưng tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày vẫn có nắng và nhiệt độ dao động từ 33 cho đến 35 độ. Thành phố biển Đà Nẵng trưa chiều nay trời nhiều mây, có lúc hửng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Các hoạt động trong nhà sẽ là lựa chọn thích hợp hơn cả cho quý vị, vì khả năng mưa được dự báo là lên đến 70%. Tối và đêm do có mưa nên trời mát, nhiệt độ hạ về còn 25 độ. Cũng tương tự như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay nhiều mây, trưa chiều có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Mưa có khả năng xuất hiện từ chiều, thấp nhất đêm nay, hạ về còn khoảng là 25 độ. Thời tiết vô cùng mát mẻ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!